các bạn đến với khóa tập đệm căn bản nha. Cái điều quan trọng của chúng ta khi mà cầm cây guitar hoặc tiếp xúc cây guitar lần đầu á, là các bạn phải chú ý cho định là về cái nguyên tắc bàn tay phải trước, rồi mình sẽ tập tay trái sau. Đầu tiên định giới thiệu về tay phải trước. Các bạn cố gắng để cái góc tay làm sao cho ngón trỏ vuông góc với dây đàn. Hai ngón còn lại mình xếp đều vào cùng một dây. Thì lúc đây ngón cái nó sẽ dài ra như vậy nè. Các bạn sẽ duỗi dài ngón cái ra. Và chúng ta sẽ tập khẩy. Khẩy một góc 45 độ. Đừng có khẩy đụng cái dây dưới nha. Mình giờ mình đánh nè. 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ đánh chậm rãi như vậy. Khi mà cái ba ngón này của chúng ta chạm lên cái cọng dây số 1 á, thì cái ngón cái chúng ta sẽ đánh dây số 2. 1, 2, 3, 4. Dây đàn guitar sẽ tính từ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cộng nhỏ nhất là cộng dây số 1. Bây giờ chúng ta sẽ đánh từ cộng số 2 trước nha. 1, 2, 3, 4. Đổi dây. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mỗi lần các bạn đánh như vậy á, là chúng ta sẽ dậm cái chân xuống một cái để cho nhịp nó đều nha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ đánh xuống dây 1, 2, 3, 4. Đánh xuống dây 4. 1, 2, 3, 4. Đánh xuống dây 3, 2, 3, 4. Đánh xuống dây 2, 1, 2, 3, 4. Khi chúng ta tập phải lưu ý cái ngón tay cái, đừng để nó thụt vô trong như vậy. Nó phải dài ra, sau này các bạn đánh nó mới thuận tiện và tiếng đàn nó mới hay nha. Rồi tiếp theo chúng ta đánh cộng dây 1, 1, 2, 3, 4. Rồi, 2, 3, 4, 1, 2. Khi đánh cộng dây 1 thì cái tay chúng ta có thể không cần tựa lên sợi dây, chúng ta bỏ ra ngoài được. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nhưng đánh dây 2 phải bỏ vô lại nha. 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ làm quen với cái động tác này trong khoảng 5 phút tới 10 phút. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành tập cái bàn tay trái. Thì khi các bạn tập phải lưu ý cho định rằng nè, cái tay tay phải của mình á, nó sẽ rất dễ là nó bị đưa vô. Nó dễ đưa vô vậy nè. Thì các bạn phải cố gắng để cho nó duỗi dài cái trục tay ra. Như vậy cái bàn tay nó mới đẹp, và sau này mình đánh các thế thì nó sẽ đẹp và tiếng đàn nó sẽ đẹp rõ ràng chắc chắn. Đối với bàn tay trái, chúng ta sẽ tập bấm vào ngang 1. Các bạn lưu ý nè, cái phím đàn đây chúng ta sẽ bấm sát đây, nó mới kêu rõ ràng nhất. Bấm sát đây, đừng có đè lên phím nó bị rè nè mấy bạn thấy không? Hoặc là bấm giữa đây nó cũng rè. Mình sẽ bấm ngay đây để tạo tiếng đàn rõ ràng nhất. Không đè lên cái phím nhưng mà nằm gần cái phím vậy nè. Rồi 1. Chúng ta sẽ bấm vào ngang 1, ngang 1, ngang 2, ngang 3, ngang 4 nha. Từ cái cần đàn tiến xuống ngang 1, ngang 2, ngang 3, ngang 4. Rồi chúng ta sẽ bấm vào ngang 1 nha. 1 nè, 1 bấm vào ngang 1. Chúng ta sẽ đánh 4 lần cho nó quen, cho nó kêu nè. 1, 2, 3, 4. Rồi chúng ta sẽ bấm 2 vào ngang 2. Cũng đánh 4 lần. 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ đánh 3 vào ngang 3. Cũng đánh 4 lần. 1, 2, 3, 4. Các bạn lưu ý là khi mình mới tập á, cái ngón tay này thường thường nó sẽ không ra được. Thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái tay phải. Sử dụng cái tay phải. Đây chúng ta đánh là 1, ví dụ như 2, 2, bây giờ tới ngón thứ 3 đúng không? Chúng ta đánh không được thì chúng ta sẽ sử dụng ngón tay phải, chúng ta lấy cái tay này chúng ta kéo nó xuống và ấn lại. Đừng thả những ngón này ra, để mục đích đây là nó sẽ giãn cái khớp tay này. Khớp tay này nó giãn là sau này các bạn sẽ đánh sẽ linh hoạt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đánh ngón 3. 1, 2, 3, 4. Rồi tiếp theo ngón 4, nếu như chúng ta đưa không tới thì chúng ta lấy cái tay phải chúng ta đưa gắn nó lên. 1, 2, sau đó chúng ta đánh 3, 4 và cố gắng giữ lại cả 4 ngón để cho nó giãn cái khớp tay ra. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ làm lại một lần nha, chậm. Các bạn chú ý cả bàn tay phải nữa nha. Coi chừng cái ngón tay phải nó thụt vào trong. Rồi, sau khi đánh xong dây 6 chúng ta sẽ tiến hành đánh sang dây 5. Rồi dây 4. Rồi tới cộng dây 3. 1, 2, 3, 4. Chú ý là khi mình đánh cái ngón cái này nè,
khi các bạn đưa đưa xuống á, mình nó sẽ đưa thấp thấp dần dần theo, cái đừng để nó tuột ra ngoài nhé. Rồi 1 2 3 4. Đây cộng dây 2. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đánh dây 1. 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4. Rồi sau khi chúng ta tập xong cái bài về giãn ngón 1 2 3 4 này á, thì mình sẽ nâng tới là mình đánh, bây giờ mình sẽ đánh 2 lần. 1 2 là bắt đầu mình vô liền. 2 lần là mình đổi ngón liền nè. 1 1 2 2 3 3 4 4 đỉnh lại nha. 1 1 2 2 3 3 4 4 đổi dây. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 rồi dây 1 1 2 3 đánh 2 lần đó. Và sau khi chúng ta làm được tập cái này thì các bạn tập trong vòng khoảng chừng tầm nửa tiếng, một tiếng là các bạn sẽ nắm vững nó rồi. Sau khi mình làm được vậy, mình sẽ đánh nhanh hơn một tí, tức là mỗi thứ một lần thôi. 1 2 3 4 rồi lên tầm lại nha. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 và tiếp tục 1 2 3 4. Rồi, mới đầu á thì làm cái này nó các bạn phải cần kiên nhẫn một xí. Tại vì đối với guitar căn bản á, quan trọng nhất chúng ta đánh cho đúng kỹ thuật, đúng thế tay thì các bạn sẽ rất dễ mà chúng ta phát triển về tương lai và rất dễ để các bạn đánh những cái bài mà các bạn yêu thích. Nên là chúng ta cứ bình tĩnh mà tập thôi. Và khi mình đánh đường lên nè, bình tĩnh cho chị, các bạn đánh đường lui nữa nha. 1 1 2 3 4 thì chúng ta sẽ đánh ngược lại. 4 3 2 4 3 2 1 4 đổi dây nè. 4 3 2 1 mình làm lại nha. 1 2 3 4 xong rồi là 4 3 2 1 đổi dây. 4 3 2 1 đổi sang dây 3. 4 3 2 1 đổi sang dây 4. 4 3 2 1 đổi sang dây 5. 4 3 2 1 rồi dây 6. 4 3 2 1. Như vậy chúng ta sẽ có một cái bài tập kết hợp vừa lên vừa xuống, chúng ta sẽ đánh như sau. 1 2 3 4 1 2 lùi tay phải nhé. Đánh ngược lại. 4 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3. Rồi, đó là bài tập khởi động dành cho các bạn khi mà mình mới bắt đầu tiếp xúc với cái đàn guitar nha. Mình nhắc lại nhiều lần là cái bàn tay phải á, nên là các bạn chú ý cái tay phải nha, để đừng có để nó bị vô vậy. Sau này đánh, thứ nhất là nhìn nó xấu, và thứ hai là tiếng đàn nó sẽ không mang lại hiệu quả nha. Rồi bây giờ là mình sẽ tiếp tục với cái bài tập. Sau khi các bạn tập được 1, 2, 3, 4 đều đặn như định đánh vừa nãy, chậm rãi và đều đặn, chúng ta sẽ tiến hành tập thêm một cái bài tập bổ sung nữa là 1, 2, 1, 3, 1, 4. Tức là chúng ta sẽ giữ nguyên ngón 1. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Rồi định làm lại nhé. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Sau đó chúng ta đổi dây. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Rồi chúng ta đổi dây. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Tới cộng dây 3. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Cộng dây 2. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Cộng dây 1. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Cái đường lên thì là 1, 2, 1, 3, 1, 4. Vậy thì cái đường lui sẽ là 4, 3, 4, 2, 4, 1. Rồi, 4, 3, 4, 2, 4, 1.
4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1. Khi các bạn mới tập đánh cái này nó sẽ cũng hơi khó một tí nha. Chúng ta cứ tập chậm chậm thôi đã. Và sau khi chúng ta tập được rồi, chúng ta sẽ kết hợp làm một bài tập. Định sẽ làm mẫu. Ngược lại. Ok. Và nãy giờ là Đình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách giãn tay trái và cũng như cái thế của tay phải. Vậy thì sau này sẽ là cái bài tập cho các bạn. Mỗi lần mà các bạn cầm vào cái đàn guitar, mình sẽ coi như đây là một bài thể dục khởi động. Và Đình sẽ làm mẫu một lần của các thế nãy giờ mình tập nha. Nếu bạn nào mà mình chăm hơn á thì mình thay mình đánh ngăn 1, thì đánh ngăn 1 xong rồi xem nhích ngón tay lên ngăn 2 mình đánh tiếp. 1, 2. Cũng bài tập y vậy, nhưng mà đã bắt đầu là ngón trỏ sẽ đặt ở ngăn 2. Lên ngang 3. Đó, chúng ta sẽ tập như vậy. Nếu như bạn nào mà mình có nhiều thời gian thì có thể là chúng ta sẽ tập tới khoảng ngang 8 là được rồi. Thì khi mà tập đều đặn như vậy á, đối với căn bản thì bà Định khuyên là mình chỉ tập một ngang 1, ngang 2 là được rồi. 1, 2, 3, 4, 4 rồi bắt đầu tới ngang 2 là đủ rồi. Nhưng mà bạn nào mà siêng luyện á, thì cái tay mình nó sẽ là linh hoạt hơn, nó sẽ dẻo dai hơn, và khi mà các bạn bấm vào hộp âm hoặc là các bạn chạy nốt thì sau này nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Thì đương nhiên là cái quá trình tập căn bản nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định. Thì mình đành chỉ lời khuyên thì các bạn nên chịu khó, mình kiên nhẫn và chịu khó thì mình sẽ làm được thôi. Bởi vì nhiều người cũng làm được rồi, tới mình cũng sẽ làm được thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chúc các bạn thành công với đam mê của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tập tiếp theo.